Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra lại mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những con giáp từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những con giáp phải bước vào trung vận thì mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý anh chị tuổi Mão đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao đúng không? Các nhà tử vi chiêm tinh học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vượng. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Mão năm 2021 Tân Sửu. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Mão vào năm 2021 không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu âm thổ lộ xuất thiên tài, tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Mão, nên sự nghiệp của tuổi này nói chung khá là thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Cơ hội phát triển nghề nghiệp có lợi cho kinh doanh, hợp tác, đầu tư, chiến dịch và các hoạt động khác. Trong năm nay, đối với những người tham gia thi cử, sát hạch, thi đấu đều có những thành tích đáng kể. Tuổi Mão không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy hết khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Nhìn từ phương diện bất lợi, tuổi Mão âm mộc khắc chế, thái tuế Sửu âm hỏa, nếu không cẩn thận rất dễ bị kích động thái tuế. Nên làm mọi việc một cách cẩn thận, không nên tự kiêu thái quá để tránh rắc rối, nên cầu bình ổn là tốt nhất. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế, có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra trong năm nay, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Tân Sửu, con giáp này không thuận lợi chuyện hôn nhân hoặc ra ở riêng. Trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không thì sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Các cặp tình nhân hoặc vợ chồng chịu ảnh hưởng của sao quả tú, tình cảm dễ trở nên lạnh nhạt hay có cảm giác cô đơn dẫn đến chia xa, chia tay. Thái tuế tài tinh quá vượng cũng dễ khiến cho tuổi Mão gặp phải kẻ thứ ba hoặc dính phải vận đào hoa ảo nên hạn chế xảy ra cãi nhau. Ngoài việc chú ý giữ sức khỏe của bản thân thì tuổi Mão còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân trong nhà. Trong năm nay, gia đình dễ có người đau ốm hoặc qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Mão không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung, vận trình của tuổi Mão vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống.
Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tài ách của năm. Với những người tuổi Mão cần phải có vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Tân Sửu 2021. Nhờ có cục diện thực thần sinh tài mà năm 2021 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa trong sự nghiệp, đặc biệt nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên thì con giáp này cũng cần phải chú ý, trong năm 2021, thái tuế không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh, song vận may của tuổi Mão chỉ ở mức trung bình. Cuộc sống hay sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà bạn cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Dự đoán tử vi của những người tuổi Mão thì dễ bị tổn thất tài chính cá nhân, nhưng đừng quá lo lắng vì điều đó, tình hình sẽ không tồi tệ mà mất ít tiền. Theo lý thuyết phong thủy, thật tốt khi mà chịu tổn thất tài chính bất ngờ nhưng của đi thay người. Trong suốt cả năm, tốt hơn hết thì bạn không nên đánh bạc hoặc mua vé số, nó không quan trọng nếu bạn làm điều đó cho vui. Dự báo chiêm tinh của tuổi Mão năm 2021 đã báo trước một giai đoạn tuyệt vời về tiền bạc. Các tuổi Mão sẽ có được thu nhập ổn định và sẽ có đủ tiền để tiết kiệm. Bạn không nên phung phí vào những thứ xa xỉ và sử dụng thu nhập đưa vào tiền tiết kiệm. Các bạn làm việc trong các ngành bảo hiểm và bất động sản sẽ sẵn sàng đối mặt với sự biến động trong dòng tiền. Thỉnh thoảng, bạn có thể mong đợi một khoản lợi nhuận từ các nguồn không xác định ngoài thu nhập thường xuyên của bạn. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mão năm Tân Sửu 2021. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu âm thổ lộ xuất thiên tài, tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Chính vì thế mà trong năm Tân Sửu này, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó thì có thực thần tác động khiến cho bạn có một cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước lo sau hoặc có người hãm hại. Tuổi này thì có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt, nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Những người làm văn phòng thì khó đạt được cơ hội này, song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng chức, đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Năm Thái Tuế có cát tinh tứ lục, chủ về công danh, sự nghiệp chiếu mệnh, tuổi Mão sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí. Thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể tham khảo ý kiến của mọi người. Đồng thời, hãy cẩn thận với một số hành vi ác ý. Không được ảo tưởng quá tham về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, làm giàu, không lao động vẫn còn lắm tiền, há miệng chờ sung, phải thật vất vả mới có được thành quả đáng kể. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Mão trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Bính Thân, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 cho tới ngày 6 tháng 9, tức từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch.
đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mão. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đầu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào các ngày này thì có thể ảnh hưởng đến cả những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Dần không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Tân Sửu 2021. Trong năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Mão không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên thì nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn. Tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới, bản mệnh cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình mà nên tích cực tham gia vào các buổi giao lưu tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bạn có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Với phái nữ, bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi, có cặp vào thời điểm này thì không thể ngồi yên chờ thời cơ mà nên chủ động tiếp cận, theo đuổi người trong lòng mình. Gặp thái tuế là tài tinh, tuổi Mão năm nay hy vọng về chuyện kết hôn, lập gia đình rất cao, cần phải hành động nhanh hơn, chủ động xuất chiêu. Trong mối quan hệ với mọi người thì cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến cho người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần phải dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm, cần giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không, rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt, chia ly. Người có hy vọng tiến tới hôn nhân hoặc giữ gìn hôn nhân hạnh phúc có thể mời chuyên gia phong thủy Cát Tường kiểm tra tứ trụ bát tự để phòng phán đoán chuyện tình cảm, vận đào hoa, ổn định hôn nhân. Để tăng cường đào hoa vận cần bố trí và sắp xếp lại phong thủy sao cho phù hợp. Tại cung đào hoa thì cần phải giữ cho sạch sẽ, không để những đồ vật bẩn thỉu ô uế ở đó. Đồng thời thì sử dụng pháp khí hồ ly ngọc và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Tân Sửu 2021. Vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của tuổi này khá ổn định. Bên cạnh đó thì do năm nay sự nghiệp của bạn sẽ phát triển nên cần nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Nếu bạn cần tham gia các hoạt động ngoài trời thì phải tránh các môn thể thao mạo hiểm, không nên uống rượu quá mức. Đặc biệt là không nên vi phạm pháp luật và trật tự, đừng tự rước họa vào thân để tránh mất tự do cá nhân. Mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc là chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Tử vi tuổi Mão năm 2021 theo từng tuổi chi tiết. Tuổi Tân Mão sinh năm 2011, Tùng Bách Mộc. Mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 2011, nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc, phần lớn là người thoải mái, tính tình cương trực, lúc trẻ tiền tài khó tụ nhưng về già tương đối đủ đầy.
năm 2021 Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ xung khắc nên mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh tới gan. Ngoài ra thì trong việc đi lại thể dục thể thao, mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều hơn để tránh bị các chấn thương liên quan tới gân cốt. Trong năm này, thanh thiếu niên mang tư tưởng vui chơi nhiều, chi tiêu khá lớn, phụ huynh nên chỉ dẫn con cái chi tiêu hợp lý. Đồng thời, thích hợp nhất là đem chi tiêu đó cho việc học của con cái để hóa giải. Ví dụ như tham gia vào các lớp học phụ đạo ngoài giờ, lớp năng khiếu hoặc đưa con đi học nước ngoài. Ngoài ra thì nên dùng pháp khí phong thủy tháp văn xương hoặc hộp bút văn xương đặt trên bàn học hoặc phương vị văn xương của mệnh chủ để kích hoạt phương vị cho mệnh chủ, tăng cường khí vận cho đường học hành, thi cử của mình. Nam mệnh sinh năm 2011, thổ tú chiếu mệnh, đi lại có nhiều việc không vừa ý, phụ huynh cần phải chú ý xây dựng hoàn cảnh gia đình tốt. Mặt khác, phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của vật nuôi trong nhà. Nữ mệnh sinh năm 2011, năm nay Vân Hán chiếu mệnh, chú ý có liên quan tới da, sức khỏe của vật nuôi. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 thành đầu thổ. Năm Tân Sửu, người sinh năm 99 thì học hành tấn tới, thành tích học tập càng ngày càng đi lên. Trong thời gian này, mệnh chủ nên tranh thủ học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho bước đường tương lai sau này, tạo nền móng vững chắc để sự nghiệp được thuận lợi suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song mệnh chủ cần phải lưu ý trong chuyện xã giao nên giữ thái độ khiêm nhường cầu thị. Mệnh chủ tự coi mình là nhất, không thích đi theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với mọi người, càng khiến cho bản thân bị người khác ganh ghét đố kỵ. Hãy tự kiểm điểm bản thân, đứng từ phiên diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc, mệnh chủ tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc phải sai lầm không đáng có. Họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu. Trong năm làm gì cũng phải cẩn thận, ngoài ra thì chú ý các bệnh về gan, thận, bàng quang. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khắp phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Những người đã kết hôn có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Tuy nhiên thì bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Nên tu chí làm ăn thì năm Tân Sửu là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh trên phương diện sự nghiệp. Cần phải nắm bắt cơ hội để học hỏi, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện, bản mệnh cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Ngoài ra thì để mở đường cho tương lai, bản mệnh cần chú ý phát triển các mối quan hệ. Nếu tốt đẹp, thời điểm cuối năm, quý nhân xuất hiện sẽ giúp bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, không nên kiêu ngạo tự phụ coi thường người khác. Năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh gây ra rắc rối khiến cho vận may đi qua, khẩu thiệt thị phi. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn. Nam mệnh sinh năm 1999, năm nay Thái Dương chiếu mệnh, dễ dàng kết bạn với người khác phái, có tình yêu mới, cũng thích hợp đi công tác du lịch, những chuyến đi công tác xa. Nữ mệnh sinh năm 1999, năm nay gặp thổ tú chiếu mệnh, đi lại nhiều, có việc không vừa ý, đề phòng kẻ xấu làm hại, chú ý đến việc va chạm tới kiện tụng. Tử vi năm 2021 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, Lưu Trung Hòa. Năm 2021 Tân Sửu, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, hỏa thổ tương sinh nên mạch kiếm tiền linh hoạt, cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Người làm việc cùng với nhân viên chính phủ năm nay phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm, xử sự khiêm tốn để tránh trong lúc vô tình đắc tội với lãnh đạo, khách hàng, đồng nghiệp xung quanh mà không biết, gây ảnh hưởng tới tiền độ sự nghiệp của mình.
những người hay phải đi xa, làm nghề lái xe đường dài cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi cơ thể mệt mỏi, khi di chuyển cần chú ý an toàn giao thông. Những người làm nghề kinh doanh đầu tư cũng gặp phải nhiều trở ngại, chú ý tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì cần phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm đáng tin tưởng, tốt nhất thì tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân thì khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Bản mệnh cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới có ý định tiếp cận mình, không nên quá mức thân thiết gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc, may mắn, mang lại bình an cho người sử dụng. Nam mệnh 1987 năm nay gặp thái âm chiếu mệnh, mọi thứ tương đối vừa ý, có thể truy vấn công danh sự nghiệp, cũng có thể thích hợp theo đuổi đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Nữ sinh năm 1987 gặp thái bạch chiếu mệnh, cơ hội xuất giá nhưng phải cẩn thận các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột, phụ khoa, đi lại thì đề phòng kẻ xấu. Từ xa xưa, dân gian ta đã có câu thái bạch quét sạch cửa nhà. Trong năm nay thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý đến vấn đề tài lộc của mình. Kiến nghị đeo thêm mặt dây chuyền Bát Bảo Tâm Kinh để gặp hung hóa cát. Tử vi năm 2021 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 Đại Khê Thủy. Mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1975 nạp âm ngũ hành là Đại Khê Thủy. Phần lớn là người trung thực, cả đời lợi quan cận quý, vật chất đủ dùng. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là quan tinh. Năm nay sẽ gặp các loại thách thức và cạnh tranh, cũng sẽ có sự mở rộng cho cơ hội thăng tiến. Người làm kinh doanh thì cần phải cẩn thận các phương diện về thuế, tránh phiền toái. Với những người làm công chức, hãy đặt trên bàn làm việc một tháp văn xương hoặc treo một bức thất tinh bát quái trận đồ để kích quan vận sự nghiệp năm 2021. Với doanh nhân, người kinh doanh buôn bán sẽ cần phải chú ý cẩn trọng đến vấn đề giấy tờ, các điều khoản trong hợp đồng nếu như muốn mở rộng kinh doanh, hoạt động buôn bán của mình. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì con giáp này không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm này, nhờ có sự trợ giúp của quý nhân mà tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều, trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào thì người tuổi này cần phải bình tĩnh, tỉnh táo. Bởi nếu bạn nóng vội tin lầm vào những nguồn thông tin không chính xác thì rất dễ dẫn đến tình trạng tiền bạc tổn hao, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Nam mệnh sinh năm 1975, năm nay gặp thổ tú chiếu mệnh. Dễ dàng xuất hiện nhiều tranh chấp kiện tụng, phải cẩn thận các loại vấn đề cùng với giấy tờ liên quan, lưu ý hợp đồng liên quan tới tiền, không cùng người khác lấy tiền để đảm bảo. Nữ mệnh sinh năm 1975, năm nay gặp văn hán chiếu mệnh, phải đặc biệt chú ý tới các vấn đề liên quan đến da và phụ khoa. Tử vi năm 2021 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Kim Bạch Kim. Mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1963, nạp âm ngũ hành là Kim Bạc Kim, phần lớn là người nhanh mồm nhanh miệng. Khi còn trẻ thì công việc không ổn định, về già tài lộc sẽ đắc vận. Năm 2021 Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ kim tương sinh, khiến cho năm nay kim khí quá vượng, mệnh chủ có thể liên quan đến các bệnh hô hấp. Ngoài ra thì năm nay dễ bị áp lực đến từ gia đình, làm cho họ cảm thấy phiền muộn không thôi.
nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với cuộc sống, áp lực cũng sẽ trở nên thành động lực bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để cân nhắc đầu tư bất động sản. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi và kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn cũng như tăng cường may mắn của năm 2021. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định, song cần phải hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà, cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương chảy máu. Xét về phương diện tình cảm, hôn nhân của quý mão thì sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần phải thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau. Có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh, trao đổi với nhau. Trên phương diện tiền bạc, năm 2021 không phải là thời điểm đầu tư thích hợp, gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn công sức của mình bỏ ra đều đổ sông đổ bể, bản mệnh cần phải chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư, cần cân nhắc kỹ càng. Nam mệnh sinh năm 1963, năm nay gặp Thái Dương chiếu mệnh, mọi thứ đều được rõ ràng, đi du lịch có thể tăng thêm vượng tài vận. Nữ mệnh sinh năm 1963, năm nay gặp Thổ Tú chiếu mệnh, trong nhà có điểm không lành, đêm gặp nhiều mộng mị, đi xa không có lợi. Tử vi năm 2021 tuổi Tân Mão, sinh năm 1951, Tùng Bách Mộc. Người sinh năm 1951 năm nay thì tuổi cũng đã khá cao, bản mệnh vẫn giữ được niềm vui mỗi ngày. Bản thân con giáp này thích khám phá những điều mới mẻ, lấy đó làm động lực sống mỗi ngày cho mình. Năm Tý thì bản mệnh tài vận kém sắc. Bước sang năm Tân Sửu này thì tình hình cũng không khá hơn nhiều khi mà đầu năm và cuối năm chi phí tăng cao. Bản thân con giáp này tuổi tác đã cao, chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi để duy trì, thường lâm vào cảnh thu chẳng đủ bù chi. Cần phải cân đối chi tiêu, tiêu tiền hợp lý hơn để không quá thiếu trước hụt sau. Sức khỏe khá tốt, song vẫn cần phải lưu ý những bệnh truyền nhiễm theo mùa. Ngoài ra thì tuổi già trái tính, bản mệnh có thể trở nên cố chấp, không giỏi giữ mối quan hệ với mọi người nên dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Cần phải thông cảm cũng như là quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Trên đây Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi của tuổi Mão trong năm 2021 Tân Sửu. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được tư vấn. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.